Một cậu nhóc đang bị hai con chó ăn hiếp thì hai bà chị xuất hiện đuổi chúng đi. Với sự giúp đỡ không ngại nguy hiểm của chị gái thì cậu liền cảm ơn bọn họ. Hai người họ bảo rằng dù sau này có chuyện gì đi nữa thì bọn họ cũng sẽ luôn ở bên cạnh của cậu. Tuy nhiên cậu không biết sau này lớn lên thì hai người bọn họ có rời đi hay không nữa. Khi bọn họ cố khẳng định thêm một lần nữa thì cậu ngay lập tức muốn được thử. Dù hơi bất ngờ trước sự đòi hỏi đó nhưng hai người họ vẫn vui vẻ tiến lại gần hôn hai bên má của cậu. Trong lúc nằm ngủ mà cậu lại gọi tên hai bà chị của mình nên bị đám bạn đánh cho một trận. Hai người họ cực kỳ xinh đẹp, không những là chị gái của cậu mà lại còn mê cậu nữa. Mấy thằng bạn thấy dạo này cậu cứ ngủ trong lớp nên nghi ngờ đêm nào cũng tập thể dục với hai bà chị của mình. Dù cậu đã bảo hai người họ là chị ruột nhưng đám bạn vẫn không tin tưởng cho lắm. Ngay khi về đến nhà, Ako và Zico đã chờ sẵn ở trước cửa để lao đến hôn cậu. Bọn họ làm vậy là để biết cậu muốn đi tắm ăn cơm hay là chọn hai người họ trước. Thậm chí Zico còn kéo áo của mình lên thì Ako ngay lập tức kéo xuống. Nhìn vẻ mặt này của Ako thì cậu biết rõ chị ấy cũng không muốn thua nên cũng làm theo như vậy. Tuy nhiên cậu không quan tâm lắm mấy cái trò này mà đi thẳng lên phòng của mình. Zico liền cười bảo rằng cậu không thích ngực lép của Ako nhưng cô nàng này cũng không khá hơn bao nhiêu. Hai người họ từ lúc nhỏ đến bây giờ vẫn như vậy, biết là được quan tâm rất vui nhưng làm vậy cậu không thể chịu đựng nổi. Trong lúc Zico cũng định tập nấu ăn thì Ako đi lên phòng của cậu để lấy đồ cho cậu thay. Tuy nhiên ngay khi cầm cái quần lên thì Ako liên tục đưa lên mặt của mình và hành động đó đã bị Zico phát hiện. Zico thừa biết Ako lên đây để làm gì nên có lấy thứ khác tốt hơn cái quần đó nhiều. Trên tay của Zico chính là cái quần mà cậu vừa cởi ra trong lúc đi tắm. Cả hai cứ mãi tranh giành cái quần để tận hưởng mà quên tắt bếp nên đồ ăn bị cháy đen hết luôn. Tối hôm đó trong lúc ăn tối cùng với hai bà chị của mình thì cậu nhận ra cha mẹ đã đi du lịch với hàng xóm. Có nghĩa là đêm nay trong ngôi nhà này chỉ còn lại cậu với hai bà chị này mà thôi. Nghe mấy lời đó thôi là biết có điểm rồi nên trước khi ngủ cậu đã khóa lại cửa phòng cho an toàn. Dù vậy ngay khi ánh đèn tắt xuống thì hai người họ đã lẻn vào và leo lên giường của cậu. Dù cậu cố gắng giải thích nhưng bọn họ không thèm nghe, thậm chí còn trói cậu lại để khỏi kháng cự. Hai người họ bảo rằng đây chỉ là chào hỏi bên nước ngoài mà thôi nên cậu cứ nằm im mà tận hưởng. Cứ ngỡ đó chỉ là mơ nhưng khi tỉnh lại cậu thấy hai bà chị nằm hai bên còn cánh cửa bị phá hết toàn bộ. Trước khi cả hai quay trở lại phòng chuẩn bị đến trường thì Zico có ngửi khăn giấy và phát hiện dưới sàn nhà có tờ giấy. Sau khi cầm lên đọc nội dung bên trong thì ngay lập tức bọn họ làm vẻ mặt vô cùng nguy hiểm. Lúc này cậu đang tập thể dục thì một bé lớp dưới tên là Mikazuki đi tới đưa cho cậu cái khăn để lau mặt. Lúc này ai cũng tập trung ôn thi mà cậu vẫn tập luyện nên em ấy nghĩ cậu đã nắm chắc thi đậu rồi. Mikazuki còn bảo cậu cứ đợi đi sang năm là được học chung và em ấy sẽ cố gắng trở thành quản lý cho câu lạc bộ của cậu. Đúng lúc này có tiếng chuông vào lớp nên em ấy phải đi về nhưng trước khi rời đi còn kéo váy lên một cái cho cậu xem. Lúc này Ako và Zico đều bảo với giáo viên bị bệnh để có thể về sớm. Thật ra tờ giấy lúc sáng là thư mời phụ huynh nhưng cha mẹ của cậu đi du lịch mất rồi nên bọn họ mới phải đi thay. Vốn dĩ Ako và Zico trước đó là hoa khôi của trường nên chỉ mới xuất hiện là đám con trai đuổi theo ngay. Cậu định đi ăn trưa thì nghe tiếng la hét bên ngoài và phát hiện đám bạn đang đuổi theo hai bà chị của mình. Một cô gái không biết chuyện gì thì hai cô bạn bảo rằng bên ngoài là hai bà chị của cậu. Thậm chí còn đồn rằng cậu sàm sỡ hai bà chị của mình, thậm chí thường xuyên ngủ chung nên bị xem là tên dâm tặc. Đúng lúc này thì cậu từ trên chạy xuống vô tình tông trúng và đưa mặt vào váy của cô ấy. Cậu chỉ nói xin lỗi rồi chạy đi nên cô ấy đã khóc luôn ngay tại chỗ. Lúc này cậu đã chạy đến chỗ của Ako và Zico rồi mắng bọn họ đến mà không nói trước và làm rối tung mọi thứ lên. Thậm chí bọn họ định giải thích mà cậu không thèm nghe mà chỉ bảo hai người họ nhanh chóng về nhà. Cứ ngỡ cả hai đến đây sẽ giúp được cậu nhưng không ngờ lại làm phiền đến mức này. Cậu quay lưng bước đi thì vô tình đạp trúng giấy mời phụ huynh của mình và nhận ra việc hai bà chị có mặt ở đây. Cậu nhận ra bản thân đã hiểu lầm nên ngay lập tức đuổi theo để xin lỗi vì không nghe bọn họ giải thích. Cả hai vui mừng vì không bị cậu ghét lao đến ôm cậu, ngoài ra cậu còn bảo đừng làm thế này trước mặt mọi người vì cả ba là chị em của nhau. Tối hôm đó khi cha của cậu nghe hết mọi chuyện thì mắng cậu vừa nói ra những lời ngu ngốc. Đã bảo nhiều lần rồi là cha mẹ kết hôn sau khi cả bọn chào đời, tức là không cùng huyết thống. Vậy nên cứ mặc kệ thiên hạ có nói gì đi nữa, cậu và hai chị gái của mình cứ thoải mái với nhau. Cũng chính vì Ako và Zico là chị của cậu nên hai người họ mới cố gắng trở thành một người đảm đang, không lẽ cậu để sự cố gắng đó đổ sông hết. Cái mồm thì cứ thốt ra rằng cả ba là chị em với nhau nhưng trong lòng thì thèm chảy nước miếng rõ luôn. Cha mẹ không cấm cản thậm chí còn ủng hộ thì hai người họ không ngại gì thể hiện tình cảm của mình với cậu. Hôm nay trong lúc học mà cậu cứ liên tục nhìn về phía của Ako để nhìn lén bên dưới chiếc váy. Ako cứ tưởng là cậu không hiểu bài nên ngay lập tức đi lại xem và giải thích bài tập. Trong lúc chỉ bài, Ako vô tình chạm vào lưng khiến cho cậu không tập trung vào bài học mà lo nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ. Trước đó cậu đã có điểm kiểm tra thử nhưng số điểm quá thấp để đậu vào trường của hai người họ. Với số điểm này mà không chịu tập trung học nghiêm túc khi khó mà đậu vào trường của bọn họ nổi. Ako có nhiều thứ muốn làm với cậu khi học chung nên bây giờ cô ấy sẽ làm gia sư cho cậu. Zico không thể chấp nhận việc Ako dạy riêng được nhưng bản thân đậu là nhờ vào may rủi cả. Cứ mong chờ vào việc may rủi thì khó đậu lắm nên phải tin tưởng vào năng lực thật sự. Quay lại hiện tại thì cậu không biết tại sao Ako lại mặc như thế này trong khi dạy kèm cho cậu.
bản thân làm gia sư thì phải ăn mặc cho đúng nhất hay là cậu thích kiểu trưởng thành như thế này? Thấy cậu hứng thú như vậy nên Ako định kéo lên nhưng được một đoạn thì dừng lại vì bây giờ phải tập trung học. Thấy cả hai học hành chung như vậy khiến cho Zico cảm thấy hơi buồn vì không giúp được gì cả. Trong lúc ăn tối với nhau, Ako có hỏi cậu muốn ăn gì để học thì cậu bảo ăn gì cũng được. Mặc dù Zico không biết nấu ăn như Ako nhưng cô ấy tự biết cách chăm sóc cho em trai của mình. Lúc này đã gần 2 giờ sáng và cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ không thể tập trung nổi. Mặc dù đã cho xem gương mặt xinh đẹp mà cậu vẫn không thèm ngắm nên Ako đành cho xem thứ khác hấp dẫn hơn. Quả thật cậu có tập trung nhưng vào lúc thi thì trong đầu toàn hiện lên cảnh đó chứ không phải là kiến thức đã được dạy. Sau khi nghe lại toàn bộ vấn đề cậu đang gặp phải nên Ako đã biết cách khắc phục và đổi phương pháp dạy. Vì biết rõ cậu hay ngắm lén cô ấy ở chỗ này chỗ kia nên Ako đã viết ngữ pháp lên cơ thể của mình. Mỗi chỗ trên cơ thể sẽ ghi lại nghĩa của các từ gần nhất để cậu có thể nhớ lâu để làm bài kiểm tra. Sáng hôm sau trên đường tới trường cậu tranh thủ nhắm mắt ôn lại những từ được chị dạy đêm hôm qua. Trong lúc ôn có một từ cậu quên và khi nhớ được liền chỉ về phía trước mà không biết có một cô gái trước mặt. Ngón tay của cậu vô tình chạm trúng làm cô ấy hét lên và cậu bị xem là một tên quấy rỗi nữ sinh công khai. Với sự giúp đỡ nhiệt tình đó của Ako mà điểm số của cậu dạo gần đây đã tăng lên khiến mấy thằng bạn nghi ngờ. Ba thằng bạn tò mò không biết việc học đó có thú vị hay không ngoài dạy kèm có làm gì khác hay không. Cậu bảo học bình thường thôi nhưng cái mặt đỏ lên thế này thì quả thật có dạy thêm cái khác rồi. Chiều hôm đó khi tan học giáo viên có nhìn thấy Zico ở lại trường để học nấu ăn. Lúc đầu thì có khen đấy nhưng khi Zico cầm dưa chuột lên rồi trà lên mặt của mình thì không biết đang làm cái gì nữa rồi. Tối hôm đó Ako có qua dạy kèm nhưng thấy cậu ngủ quên nên đã leo lên ngủ chung một lúc. Mặc dù hôm nay cậu vừa kiểm tra xong ở trường nhưng cô ấy vẫn sẽ đích thân kiểm tra lại bài. Sợ cậu không có động lực nên Ako bảo rằng nếu trả lời đúng sẽ nhận được một nụ hôn từ cô ấy. Cậu vừa bảo không khác gì cực hình và vô tình cô ấy nghe thấy nên biến thành cực hình thật luôn. Tổng cộng sẽ có 10 câu hỏi khác nhau, nếu trả lời sai một câu sẽ bị cô ấy hôn một cái. Dù có bị hỏi dồn dập rất nhiều lần nhưng Ako không ngờ cậu lại trả lời đúng gần như toàn bộ. Tuy nhiên ở câu hỏi cuối cùng cậu không trả lời kịp nên chuẩn bị nhận hình phạt từ cô ấy. Lời mà cậu nói vừa rồi khiến cho Ako khá giận nhưng nếu cậu chủ động hôn thì cô ấy sẽ tha cho cậu lần này. Dù sao cô ấy cũng chủ động rồi, với lại đây là hình phạt nên cậu đành phải làm theo. Trong lúc hôn cậu có hôn ở cổ thì cô ấy ngăn lại vì hôn ở đó sẽ để lại vết hôn. Nếu như hôn ở cổ sẽ bị nhà trường phát hiện mất nên ngoài chỗ đó ra thì chỗ khác đều được. Tuy nhiên trước khi cả hai tiến lại hôn lần hai thì Zico đã xuất hiện ngăn lại và hỏi cả hai đang học môn nào. Zico đã cố gắng học nấu ăn ở dưới bếp để mang lên cho cậu một suất ăn đêm để học. Nhìn vào những ngón tay đó cậu cũng đủ hiểu cô ấy đã cố gắng như thế nào nên vui vẻ ngồi lại ăn. Tuy nhiên ngay khi cậu vừa ăn vào một miếng thôi là phun ra hết vào mặt của cô ấy vì quá dở. Hôm nay cậu đã kiểm tra thử và vui vẻ khoe với Ako điểm số đã tăng lên rất nhiều vì nhờ cô ấy đã dạy kèm nhiều đêm. Nhìn thấy cảnh cả hai ôm nhau hạnh phúc như vậy làm cho Zico hơi buồn vì không giúp được gì nhiều. Lúc còn bé hai người họ có bảo rằng phụ nữ được tạo nên từ nhiều loại gia vị nên lúc nào cũng ngọt ngào và tốt bụng. Sợ cậu không cảm nhận được nên hai người họ liên tục hôn qua hôn lại đến khi cậu tỉnh mới thôi. Tuy nhiên khi tỉnh lại thì Ako đã xuất hiện ở trước mặt lao đến hôn cậu để chào buổi sáng. Zico cũng không muốn chịu thua Ako nên cũng làm theo đến mức cậu không thể thở nổi. Thấy cả hai cứ tranh cãi nhau mãi nên cậu bảo rằng đừng có giỡn kiểu đó cho tới khi thi xong. Cả hai có vẻ không hiểu nên định đền bù bằng nụ hôn khác thì cậu dán tờ giấy lên tường răng cấm hôn trong khu vực này. Tối hôm đó Ako có làm một món ăn ngon để cậu có sức lực để học tập suốt cả đêm. Cô ấy vừa chủ động tiến lại gần để thêm một gia vị khác thì cậu ngăn lại vì luật có ghi cấm hôn trong này rồi. Hôm nay trong lúc chuẩn bị đi ngủ thì cha cậu thắc mắc đêm nào cậu cũng được Ako nấu ăn hay sao. Quả thật chị ấy nấu ăn rất ngon nhưng ăn mãi cũng chán nên cậu muốn thứ gì đó thú vị hơn như đồ ngọt chẳng hạn. Zico đang đi vệ sinh bên cạnh vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện nên quyết tâm nấu một vài món ngọt. Tuy nhiên khi hoàn thành món ăn thì chỉ cần nếm một miếng thôi là cảm nhận được thần chết ngay bên cạnh rồi. Nếu bây giờ mà nhờ Ako dạy làm thì bẽ mặt mất nên chỉ còn cách tự làm mà thôi. Hôm nay là ngày lễ tình nhân nên cậu và ba thằng bạn đứng ngay cửa sổ nhìn đám kia phát cơm chó. Mặc dù bây giờ ăn cơm chó chung nhưng khi về nhà thì ai biết cậu được hai bà chị kia làm mấy chuyện thú vị thì sao. Cậu vừa bảo đêm nào cũng như đấu vật thì bị bọn nó chửi, thậm chí còn muốn tới nhà cậu mỗi đêm để học nhóm. Đúng lúc này Mikazuki xuất hiện tặng cho cậu món kem cuối mà em ấy đã làm sau giờ học phụ đạo. Cô bạn lớp bên cạnh thấy cảnh ăn đó thì định quay đi vì cảm nhận được chuyện gì đó không ổn. Quả nhiên khi cô ấy vừa quay mặt đi thì món kem cuối từ đâu bay đến chỗ của cô ấy. Một cô gái cầm kem chuối mà còn bị dính lên mặt thì chuẩn không cần chỉnh luôn rồi. Về phía của Zico thì vẫn không làm được một món nên hồn nên đi qua phòng cha mình để xin ý kiến. Tuy nhiên ông ấy không có trong phòng, ngoài ra Zico còn phát hiện trên bàn có một cuốn tạp chí người lớn. Chỉ mới đọc vài trang đầu tiên thôi là cô ấy đã có ý tưởng cho món quà lễ tình nhân lần này. Tối hôm đó cậu định ngồi vào bàn học nghiêm túc nhưng hình ảnh hai bà chị cứ xuất hiện mãi. Cậu không hiểu sao lúc đầu không hề thích mấy chuyện đó mà bây giờ đã thay đổi nhanh chóng đến như vậy. Đột nhiên Zico từ đâu xuất hiện ở phía sau làm cậu giật cả mình. Cô ấy lấy ra một thỏi son để tặng, tuy nhiên đó không phải là thỏi son bình thường mà là sô-cô-la.
Cậu thấy chị mình khác thường ngày nên không biết phải tự làm hay không, và khi nghe nói vậy thì cô đòi lại thỏi son của mình. Sau khi lấy lại, Ako liền bôi lên môi của mình để cho cậu nếm trực tiếp hương vị của sô-cô-la. Cô ấy biết trong này cấm hôn nhưng hành động bây giờ là nếm vị của sô-cô-la chứ không phải là hôn nhau. Jiko liên tục dùng lời nói ngon thân hình ngọt dụ dỗ thì cậu đã chấp nhận nếm thử trực tiếp trên môi cô ấy. Ako nấu ăn ở dưới nhà thì đột nhiên dưa leo bị cắt đứt nên cô ấy nhận ra có chuyện gì đó đang xảy ra. Khi Ako định chạy lên phòng xem thử thì phát hiện cầu thang đã bị chặn lại. Ako định leo lên thì những cái bẫy chuẩn bị sẵn đã kích hoạt ngăn chuyện đó. Còn cậu thì cùng với Jiko tiếp tục nếm vị ngọt đến mức mà chân của cô ấy bị cứng luôn. Ngay khi Jiko bước xuống thì cậu phát hiện trên chân của mình đã bị ướt nên nhận ra rằng chị mình thích chuyện đó. Jiko nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu kéo lại giường rồi bảo không cần thỏi son đó nữa mà hãy nếm thứ ngọt nhận của cô ấy. Tuy nhiên cậu chưa kịp làm ăn gì cả thì Ako đã xuất hiện ngăn lại và quan sát lại toàn bộ hiện trường. Có vẻ như cả hai đã làm nhiều chuyện trong căn phòng này nên Ako không nấu ăn cho cả hai tối nay luôn. Khi thấy vẻ mặt buồn bã của cậu khi thấy thỏi son bị ném đi thì Jiko liền đưa một cái khác trong túi của mình. Sáng hôm sau cậu vui vẻ nếm lại để nhớ hương vị đêm hôm qua nhưng thứ cậu cảm nhận lúc này là thần chết đến gần. Hôm nay Jiko cứ đi khắp nhà để tìm cậu, thậm chí còn tìm luôn cả trong váy của Ako. Cậu to như vậy thì làm sao chui vào đây được nên Ako bảo rằng cậu ở lại thư viện trường để học bài. Và cứ thế mọi chuyện vẫn như vậy làm cho cả hai cảm nhận được rằng dạo gần đây cậu ít về nhà. Sáng hôm sau hai cô bạn trong lớp thắc mắc Ako không để ý đến người đàn ông nào khác ngoài em trai của mình hay sao. Câu trả lời từ cô ấy đã làm cho giáo viên bên ngoài rất sốc, thậm chí còn nghĩ tới cảnh hai chị em làm mấy chuyện bậy bạ. Đang suy nghĩ cách để ngăn lại chuyện không đúng đắn thì cô lại nghe được rằng Jiko không thể để cậu một mình được. Khi được đề xuất hẹn hò thử làm cho Ako và Jiko nhớ lại khoảng thời gian trước đó. Cả hai bị cô đơn rồi quyết định hẹn hò thử với vài người nhưng bọn họ lại không được xem là con người nữa. Chiều hôm đó cả hai có đi về ghé lại bờ sông suy nghĩ vài chuyện và muốn được thấy cậu như lúc xưa. Lúc đó cả hai đã ghé lại trường để xem cậu cố gắng tham gia cuộc thi chạy tiếp sức. Mặc dù cậu xuất phát bị ngã nhưng vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục đứng lên vượt qua đối thủ. Nhìn thấy cảnh cậu cố gắng như vậy làm cho Ako và Jiko đột nhiên lại đỏ mặt hết cả lên và nghĩ rằng phải trở nên nữ tính hơn nữa. Lúc này cậu đang nằm mơ thấy mình đang chạy về đích thì hai bà chị đứng phía trước bảo rằng nếu về trước sẽ được thưởng nhiều thứ. Cậu biết rõ phần thưởng đó chẳng thể nào trong sáng nổi nên sợ hãi hét lớn luôn trong thư viện. Cậu định xách mông lên đi về thì Mikazuki xuất hiện ngăn lại vì dạo gần đây cậu lo học không quan tâm gì em ấy cả. Thậm chí còn bảo hôm nay không cho cậu về rồi vô tình làm cậu ngã đè em ấy vào cái tủ sau lưng. Một cô bạn lớp bên cạnh đi ngang nhìn thấy cảnh đó liền nghĩ cậu không chỉ làm với hai chị gái mà còn tấn công cả học sinh tiểu học. Trên đường về nhà cậu ghé vào ngôi đền để cầu may mắn thì vô tình chạm mặt với hai bà chị ở đó. Cậu thắc mắc bọn họ ở đây làm gì thì biết được kể từ lúc cậu ôn thi thì họ đã tới đây mỗi ngày cầu nguyện cho cậu rồi. Đang cảm động thì Jiko có khai chuyện lúc cậu nhận được giấy mời từ trường khác thì Ako đã tới đây cầu nguyện cho cậu trượt. Cái bí mật âm mưu để cậu vào học chung trường bị lộ nên Ako liền làm vẻ mặt dễ thương xin lỗi. Cậu đi lên chắp tay cầu nguyện thì hai người họ tỏ vẻ ngạc nhiên vì lúc nhỏ cậu không có làm như vậy. Lúc đó cậu đã vỗ tay, thậm chí còn dùng hết tiền mừng tuổi để hy vọng rằng lớn lên cưới cả hai người họ làm vợ. Quãng thời gian còn nhỏ đó quả thật rất tuyệt vời vì cả hai có thể hôn cậu ở bất kỳ đâu mà không sợ bị người khác nói. Jiko chợt nhớ điều ước có thể ghi trên giấy nên đi lại chỗ bên cạnh xem mọi người cầu nguyện điều gì. Cậu đi lại xem thử thì thấy có vài người cũng cầu duyên ở chỗ này, thậm chí Ako còn thấy tên cả hai được ghi trên đó. Đương nhiên không chỉ một hai cái mà có hơn chục cái nữa chứ. Cậu nhớ lại vài chuyện lúc còn nhỏ rồi hỏi hai người họ nếu như cậu thi trượt thì chuyện gì sẽ xảy ra. Biết đâu trước tấm lòng chân thành của họ thì cả hai sẽ ngã vào vòng tay của ai đó vì đâu còn sự lựa chọn nào khác. Ngay lập tức cậu đi lại dùng hết tiền trong túi cầu nguyện và hứa rằng không giao chị gái của mình cho một người không đáng tin cậy. Cả hai vui vẻ lao đến ôm cậu bảo rằng bọn họ sẽ ở mãi bên cạnh của cậu với tư cách là một người chị gái. Hiện tại bây giờ đã là mùa hè, cậu đứng bên cạnh còn đám bạn thì đứng đó nhìn đám con gái ăn trưa dưới sân. Cứ thấy cậu đứng mãi ở đó nên ba thằng rủ cậu đi lại ngắm cảnh tươi mát chung. Khi bị cậu bảo là mấy thằng bệnh hoạn thì chúng nó chửi cho một trận vì cậu có hai người chị gái xinh đẹp rồi thì kết nổi ai nữa. Cậu bảo thích gái ngực to và tả lại cho bọn họ xem thì vô tình chạm trúng cô bạn lớp bên cạnh đi ngang. Ngay khi cậu buông tay ra là cô ấy quay lại cho một bạt tay thẳng vào mặt luôn. Khi về tới nhà, Ako và Jiko thắc mắc vết tay trên mặt là sao nhưng cậu không giải thích mà đi thẳng lên phòng. Với linh cảm của một người con gái thì Jiko cảm nhận được một phụ nữ liên quan, thậm chí là một người đảm đang may mắn nào đó. Cả hai liền suy nghĩ ra rất nhiều cảnh mà cậu đi ngoại tình rồi sau đó tự an ủi lẫn nhau rằng làm gì có chuyện đó. Tối hôm đó Ako và Jiko cứ nhìn cậu mãi nên ông bố bên cạnh thắc mắc phát hiện cậu ngoại tình hay sao. Tối hôm đó cậu không ngủ được vì mấy lời của thằng bạn cứ liên tục xuất hiện ở trong đầu. Với lại cậu cũng nhớ cả chuyện lúc sáng vô tình chạm trúng cô bạn lớp bên cạnh, quả thật so với hai bà chị thì khác một trời một vực. Hôm nay cậu có ghé lại thư viện để ôn bài và không ngờ lại chạm mặt với cô bạn lớp bên cạnh. Việc tránh mặt như vậy chắc còn giận chuyện ngày hôm qua nên phải tìm cách bắt chuyện xin lỗi. Cô ấy thì không biết phải làm gì vì trước đó có nghe đồn rằng cậu tấn công nữ sinh trung học ngoài công viên.
thậm chí còn bảo rằng chỉ với hai chị gái không đủ thỏa mãn nên chỉ gần gặp gái xinh là giở trò biến thái. Cứ nghĩ tới mấy chuyện đó làm cho cô cảm thấy có nước sắp chảy ra nên phải tìm cách đi vệ sinh. Tuy nhiên cậu cứ ngồi đằng xa nhìn về phía cô làm cho cô không dám đi mà ngồi lại thư viện chờ thời cơ. Lúc này Ako và Zico cùng nhau đi tới trường của cậu để đưa cây dù để không bị mắc mưa. Quay lại hiện tại thì cô ấy không nhịn được nữa nên chạy đi luôn và vô tình đánh rơi quyển sổ tay học sinh ngay trước cửa. Cậu nhặt lên và đuổi theo làm cho cô nghĩ rằng bản thân bị tấn công rồi cố gắng chạy đi bằng cả tính mạng. Nhưng do sắp có nước bên trong cơ thể chảy ra nên cô dừng lại và bị cậu tông trúng đè cô xuống sàn nhà. Trước khi cô ấy hét lên thì cậu ngăn lại ngay vì trước mặt mình là hai bà chị của mình. Mặc dù đã kéo cô ấy trốn vào phòng bên cạnh mà không ngờ hai bà chị của mình lại đi vào kiểm tra xem có ai hay không. Vì không muốn bị phát hiện nên cô ấy đã dùng ngôn ngữ không lời để bảo với cậu rằng cô đã mắc tiểu từ nãy đến giờ sắp không nhịn nổi nữa rồi. Vì cánh cửa bị kẹt nên cậu liên tục tông vào làm cho cô xém tí nữa là đấm dài nhưng may mắn là kiềm lại được. Đi một đoạn thì thấy nhà vệ sinh rồi nhưng không hiểu sao cậu trốn chị mình mà lại kéo theo cả cô vào nhà kho của trường. Đúng lúc này thì có giáo viên đi lại thấy cửa vẫn chưa khóa nên đã đóng cửa nhốt luôn cả hai ở bên trong. Lối thoát lúc này là cửa sổ ở trên cao nhưng do không với tới nên cậu bảo cô ấy leo lên lưng của mình. Cái mái tóc nhiều và nhọn như vậy cứ liên tục chạm chúng làm cho cô ấy không nhịn nổi nữa mà đấm dài luôn trên lưng của cậu. Bây giờ sàn nhà đã như vậy rồi cậu phải lao lại, ngoài ra còn bảo cô ấy cởi quần nhỏ ra đi vì thời tiết này mặc đồ ướt sẽ bị cảm lạnh. Trong lúc lau sàn nhà thì cậu có đưa tay lên ngửi thử thì bị cô phát hiện đánh cho một trận. Không ngờ trong cái rủi lại có cái may, cậu phát hiện một đường ra khác nhờ bị đánh. Ngay khi vừa ra tới bên ngoài cậu liền hứa với cô ấy rằng sẽ giữ kín chuyện cô đấm dài đến chết. Đúng lúc này cô phát hiện trên tay mình là chiếc quần nhỏ, vậy có nghĩa là bên dưới không có gì để che lại cả. Chiều hôm đó trên đường về nhà, Ako và Zico phát hiện cậu đứng gần bờ sông nên đi lại bắt chuyện. Ngay khi cậu vừa quay mặt lại thì cả hai bị sốc vì không nhận ra được người trước mặt là em trai của mình luôn. Hôm nay cậu cùng với chị của mình sang thành phố bên cạnh để mua vài thứ cần thiết. Cậu không biết ở công ty có chuyện gì mà cha mình lại được tặng cả một dàn máy tính. Cậu thì muốn chơi giải trí còn Zico thì dùng nó lên mạng tìm hàng ngon, nhưng cũng may là Ako ngăn lại kịp trước khi nói ra hết. Nếu trên mạng mà không thể tìm được hàng ngon không che thì đành phải đến thành phố bên cạnh tìm mà thôi. Ngay khi vừa bước vào thành phố, Zico liền đội lên đầu Ako một chiếc tai mèo. Thậm chí còn bảo Ako thử bắt chước tiếng mèo kêu, dù muốn từ chối lắm nhưng thấy cậu hứng thú như vậy nên cũng làm luôn. Mới chỉ thử một cái thôi mà những người khác xung quanh đã đi lại chụp lại cảnh dễ thương đó của cô ấy. Đi bộ cả một đoạn dài làm cho cả hai cảm thấy hơi mệt vì đêm qua bọn họ thức thâu đêm không có ngủ. Cậu thắc mắc tại sao, nhưng bọn họ làm sao dám nói rằng đêm qua dùng máy tính của cha lên mạng tìm phim người lớn đâu chứ. Vì an ninh mạng cấm người dưới 18 tuổi truy cập nên cả hai có dùng từ khóa nào đi nữa cũng bị chính phủ cấm. Kiếm cả đêm vẫn không được nên phải từ bỏ chuyện tìm trên mạng, thay vào đó sẽ đi mua trò chơi người lớn. Muốn trưởng thành thì phải chơi mấy trò đó để có thể biết thành một người phụ nữ đích thực. Lúc này cả bọn cũng tới được cửa hàng trò chơi và cả hai không được để cậu biết được mục đích của cả bọn. Bây giờ Ako sẽ tìm cách để giữ chân cậu ở đây, còn Zico sẽ tranh thủ đi mua trò chơi người lớn đã bàn trước đó. Ngay lập tức Zico di chuyển sang khu vực dành cho người trên 18 tuổi, còn Ako dẫn cậu đi tham quan xung quanh cửa hàng. Lúc này Ako dẫn cậu vào một cửa hàng hóa trang để chụp ảnh vì dù sao cũng tới đây rồi phải thử chứ. Nghĩ tới cảnh chị gái xinh đẹp của mình mặc đồ y tá là thích rồi nên cậu không có từ chối nhiều cho lắm. Vì cậu không biết mặc như thế nào nên cô ấy liền đi vào thay giúp luôn cho nhanh. Cùng lúc đó một người bên cạnh không chịu được sự ồn ào nên đi qua cảnh cáo. Cô không ngờ rằng một cặp đôi đang làm chuyện bậy bạ ở đây, thậm chí cô gái trước mặt lại là học sinh của mình, lại còn là chủ tịch hội học sinh. Không lẽ cả hai cùng sở thích, nhưng là một giáo viên sẽ bị học sinh đánh giá như thế nào khi nhìn thấy mặc đồ hầu gái cơ chứ? Lúc này Zico cũng tìm được trò chơi bản giới hạn nhưng có người giành lấy với mình, và không ngờ đó lại là giáo viên của mình nữa chứ. Lúc nãy thì chạm mặt với hội trưởng học sinh, còn bây giờ thì chạm mặt với hội phó hội học sinh. Trước khi bị phát hiện thì cô liền giải thích rằng định chơi thử để có kiến thức làm luận án hoặc để nghiên cứu vài thứ. Một thanh niên từ đâu đi lại định lấy nó thì cô đấm thẳng vào mặt, thậm chí còn bảo rằng đã mua nó rồi dù vừa mới nói để nghiên cứu. Bây giờ cũng bị lộ hết cả rồi nên cô không muốn giải thích chi nhiều mà cầm đi thanh toán luôn. Cùng lúc đó cậu chờ mãi không thấy Zico quay trở lại nên Ako liền đi tìm trước khi bị phát hiện. Tuy nhiên khi Ako tìm được Zico rồi thì cậu cũng đuổi theo kịp và giới thiệu bản thân với giáo viên của hai bà chị. Nhớ lại vài tin đồn chị em yêu nhau trong trường và khi lấy ra trò chơi vừa mua thì đúng như lời đồn luôn. Cậu đi lại nhặt lên xem là gì thì phát hiện mục đích thật sự của hai bà chị đi tới thành phố này là để mua nó. Thấy vậy giáo viên liền bảo rằng sẽ ngăn chặn chuyện này, nhưng Ako và Zico đều không phải chị ruột của cậu. Giáo viên hỏi cậu nghĩ gì khi nghe điều đó thì cậu bảo không vấn đề, ngược lại còn thấy vui nữa. Nhân lúc Ako và Zico chú ý tới trò chơi bản giới hạn thì giáo viên đã kéo cậu ra khỏi nơi đó. Lúc này giáo viên đã kéo cậu vào một căn phòng bên cạnh để giáo huấn về chuyện tình yêu giữa em trai và chị gái. Một nhân viên đi lên hỏi muốn hóa trang hay không, lúc đầu thì định từ chối nhưng nghe có nhân vật yêu thích là đồng ý ngay. Trong lúc giáo huấn thì phòng bên cạnh cứ phát ra tiếng lạ, thậm chí cậu khẳng định rằng không nghe lời khuyên vì hai người chị của mình tuyệt vời nhất trên đời. Cậu định bỏ đi thì cô kéo lại làm cậu vô tình đè lên và hai bà chị từ đâu đi vào thấy cảnh đó.
Ako và Jiko định mắng trong một trận thì Mikazuki từ đâu đi lại chuyện còn ngạc nhiên hơn giáo viên là chị gái của em ấy. Mikazuki còn bảo rằng bản thân thích cuốn tạp chí tặng kèm trò chơi người lớn nhưng do không đủ tuổi nên mới nhờ chị mình đi mua. Vì Mikazuki còn nhỏ mà giải thích khá mượt nên Ako và Jiko cũng tin và bỏ qua chuyện lần này. Sau khi về tới nhà, Mikazuki liền kêu chị mình hóa trang để chụp ảnh đăng lên mạng vì không nói dối thì chuyện cô thích hóa trang bị lộ rồi. Hôm nay tủ lạnh không còn gì nhiều nhưng cuối tháng lại sắp hết lương nên đành phải nhịn thôi. Tuy nhiên bản mô hình sắp ra mắt vào tháng tới, đã vậy phiên bản đặc biệt còn xuất bản vào ngày mai nữa. Về phía của Keita thì cậu đang tập chạy với câu lạc bộ nhưng lại về cuối do phong độ đã tụt dốc. Đúng lúc này Mikazuki xuất hiện với tâm trạng vui vẻ vì sắp thi mà cậu còn tới trường tập luyện. Để tỏ lòng biết ơn em ấy sẽ massage cho cậu thì đột nhiên thằng bạn từ đâu xuất hiện bảo rằng cậu đang đú đởn với gái. Mùa hè cấp 2 đã sắp kết thúc rồi, đây là lúc để ngắm hai bà chị của cậu mặc đồ tắm khoe dáng đẹp. Ngay lập tức cậu gọi cho chị của mình bảo rằng sẽ đi bơi với lại nhờ cô ấy lấy đồ theo nữa. Cậu biết rõ là thằng này chỉ muốn ngắm hai bà chị của mình mà thôi, đương nhiên có giúp thì sẽ đưa cho hàng hiếm. Chỉ mới thấy một tí thôi là cậu bảo không phải vì nó đâu, nhưng cái tay thì đưa ra như thể không buông được vậy. Lúc này giáo viên đang đứng trước một cửa hàng đồ chơi yêu thích của mình nhưng vì cuối tháng với danh dự nên không thể bước vào được. Đang tự sướng với cái đam mê của mình thì cô phát hiện hội trưởng và hội phó đang chạy đi đâu đó. Sau khi đi theo thì phát hiện cậu và hai bà chị đi hẹn hò công khai, nhưng tại sao em gái của mình lại ở đây nữa? Ngay lập tức một hình ảnh cậu cân một lúc ba cô gái hiện lên và với tư cách là một giáo viên không thể chuyện đó xảy ra được. Với số tiền vào bể bơi cũng đủ ăn mấy cốc mì qua ngày nhưng vì ngăn chuyện đó xảy ra cô đành phải bỏ tiền túi. Lúc này cả bọn cũng vào bể bơi và cậu ngạc nhiên trước vẻ đẹp của hai bà chị mình. Tuy nhiên nam chính thích kiểu đó chứ tôi thì thích con bé này hơn. Mikazuki biết trước cậu sẽ thích kiểu này nên đã mua ngay khi thấy và mặc cho cậu xem luôn. Vì đi bơi sẽ dễ bị lộ nên Ako và Jiko liền đi lại độn cho em ấy hai miếng lót vì ai trong đây cũng làm vậy cả. Cậu thắc mắc hai bà chị của mình có xài hay không thì Jiko khoe luôn là cô ấy chả mặc gì bên trong ngoài áo tắm bên ngoài cả. Trong lúc mọi người bắt đầu chơi đùa vui vẻ với nhau thì giáo viên đang đau đầu vì đồ tắm còn mắc nhiều hơn vé vào cổng nữa. Nếu bỏ tiền nữa thì tháng sau nhịn đói nên cứ mặc thế này tắm cũng chả thành vấn đề. Ngay khi vừa vào tới trong thì đột nhiên Ako và Jiko chạy lại nên cô phải trốn vào nhà vệ sinh. Cả hai bên ngoài trò chuyện có liên quan tới Mikazuki nên cô cố gắng nghe lén thì vô tình ngã trúng cánh cửa. Ako và Jiko phát hiện có người nghe lén nên liền tạt nước vào bên trong để xem người nào. Nghe tiếng la bên trong thì cậu và mọi người liền chạy vào và phát hiện đó là chị gái của Mikazuki. Ako và Jiko nghi ngờ cô giáo của mình có vấn đề vì lúc nào cũng nghĩ cả bọn có quan hệ mờ ám. Biết đâu lúc còn trẻ cô ấy còn bạo hơn thì sao, rồi cô vô tình bảo mình vẫn còn là gái nhà lành. Bây giờ cô ấy đã bị ướt hết cả rồi, cứ để như vậy sẽ bị cảm lạnh nên cậu cho mượn bộ đồ thể dục của mình lúc sáng. Cậu không biết có ổn hay không vì cậu cố tình chọn bộ này tập để đổ nhiều mồ hôi hơn. Bây giờ cũng không còn bộ nào cả nên đành mặc luôn và cô ấy sẽ giặt trả lại sau. Cậu vừa bảo khỏi cũng được thì thằng bạn liền bảo cậu thích mùi của người phụ nữ trưởng thành lắm. Sau khi về tới nhà cô đi lại định giặt đồ thì tò mò mồ hôi khó chịu tới vậy hay sao. Cô cầm lên và đưa lên ngửi thử thì càng lâu càng mê mẩn hương vị của nó. Một lát sau lại có ý tưởng là không mặc gì cả mà chỉ mặc đồ của cậu ngủ qua đêm để xem cảm giác như thế nào. Sáng hôm sau cô phát hiện mình vẫn còn mặc đồ của cậu, đã vậy bên dưới lại còn ướt thì làm sao trả lại cho cậu được chứ. Mùa hè trôi qua thì mùa thu lại đến, đó là lúc cậu nhận ra kỳ thi sắp tới và bản thân không còn nhiều thời gian nữa. Thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào công sức cậu bỏ ra trong mùa đông này. Với sự quyết tâm đó cậu đặt bút lên vở thì Ako đi vào gọi cậu xuống nhà ăn cơm. Cha cậu thắc mắc học hành thế nào rồi, nếu khó quá cứ nhờ Ako dạy kèm như lần trước. Ngoài ra có bùa cầy may nữa vì sử thi ôn học đều tìm cho mình một lá bùa bên cạnh. Cậu không tin cho lắm nhưng nếu có một lá bùa đặc biệt dành riêng cho cậu thì biết đâu sẽ có hiệu dụng thật. Sau khi ăn cơm xong cậu tiếp tục ngồi vào bàn để tập trung học, thấy vậy Ako ra ngoài để chuẩn bị trà nóng. Đúng lúc này Jiko đi vào đưa cho cậu một chiếc băng đô tự làm để cổ vũ cậu học hành tốt. Cậu ngay lập tức mang lên trán bảo rằng cảm thấy khá tốt, làm cho cô ấy cảm thấy rất vui. Trong lúc Jiko đang ngắm cậu học bài thì Ako đi vào đưa cho cậu một suất ăn đêm. Cứ mỗi đêm nào cậu học thì cô ấy cũng sẽ làm một món khác nhau tiếp sức cho cậu học bài. Jiko nhìn thấy cậu ăn ngon lành như vậy cảm thấy khó chịu trong người. Sau khi ăn xong Ako có nói đùa liên quan tới chuối trượt vỏ chuối nhưng nói trượt lúc chuẩn bị thi thì không vui cho lắm. Ngay khi Ako vừa rời khỏi phòng thì Jiko liền đá vào chân cậu để trút giận. Đương nhiên cậu cũng không chịu thua liền đá lại và cả hai cứ đá như vậy cho đến khi Jiko đột nhiên dừng lại. Cậu không biết có mạnh chân hay không nên xin lỗi thì cô hỏi chân cậu đặt ở chỗ nào. Lúc này cậu cũng nhận ra rồi nên định lấy chân ra nhưng lại bị cô ấy giữ lại. Nhìn thấy cô ấy tự giải quyết như vậy cũng hơi tội nên cậu chủ động giúp luôn cho nhanh hơn. Đột nhiên Ako đi vào nên cả hai giật mình dừng lại, cậu thì liền bắt chuyện để không bị phát hiện. Tuy nhiên Jiko không chịu dừng lại mà vẫn tiếp tục nên cậu cũng phải tiếp tục theo. Ako ngồi quan sát một lúc thì phát hiện cả hai đang làm chuyện gì đó mờ ám ở dưới bàn ngồi. Hôm nay Ako và Jiko có đến thư viện trường để sử dụng máy tính để tìm thông tin về việc làm bùa thi cử. Khi nhìn thấy lá bùa được làm bằng lông bên dưới thì Jiko hỏi nhỏ xem Ako có lông hay không thì cô liền hét lên đương nhiên là có rồi.
Tối hôm đó trong lúc Zico đang xế tóc thì Ako khóc lóc đi vào bảo rằng lông của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Zico không ngờ Ako lại đếm thật, với lại Zico cũng không có nhiều vì cả hai là chị em song sinh mà. Khi Zico ngồi xuống kiểm tra thử thì cười nhẹ vì không ngờ chị em song sinh lại giống nhất cả những nơi thầm kín nên đành chịu thôi. Lúc này cả hai ngồi lại bàn với nhau việc làm bùa vì muốn làm ra một cái tốt nhất dành cho cậu. Sợ rằng ít lông sẽ ít hiệu nghiệm nên Ako đề xuất cả hai cùng nhau làm một cái là đủ rồi. Đột nhiên Zico còn bảo rằng sẽ để cho cậu tự nhổ thì Ako liền tự tưởng tượng ra cảnh đó trong tâm trí của mình. Màn tự sướng đã kết thúc, có vẻ như Ako không nhận ra dạo gần đây cô đã bậy bạ hơn rất nhiều. Bây giờ cũng đã gần khuya rồi nên Ako đi vào nhà vệ sinh còn Zico sẽ tự làm trong phòng của mình luôn. Zico thắc mắc không nhổ chung cho sạch hay là muốn lá bùa ám mùi nước thánh của mình thì cô bảo đi nhà tắm. Lúc này cũng nhổ xong, Zico hỏi Ako nhổ được mấy cọng nhưng cô không nói vì ngại muốn chết. Sau khi nhổ, Ako mới nhận ra dưỡng tóc cũng rất quan trọng, vậy mà lại mấy cụ bị hói dưỡng làm chi mất công. Lúc này lá bùa cũng hoàn thành và cả hai không hiểu sao lại làm ra được thứ này nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Ngay lập tức cả hai mang qua cho cậu và khi cậu định mở ra thì ngăn lại ngay. Lá bùa này tượng trưng cho tình cảm của hai người họ nên không được làm mất, đặc biệt nhất là không mở ra nếu không bị trượt ngay. Cậu không biết hai bà chị của mình dùng cái gì làm ra cái bùa này nhưng thấy quyết tâm như vậy chắc chắn sẽ hiệu nghiệm mà thôi và hôn lên một cái. Sáng hôm sau trước khi tới trường, hai người họ thắc mắc lá bùa ở đâu thì cậu liền chỉ vào cái cặp của mình. Nhìn lá bùa tung tăng như vậy không hiểu sao lại cảm thấy lạnh lạnh ở bên dưới như vậy. Hôm nay trên đường về nhà cậu phát hiện có nhiều người tụ ở đền nên nhận ra sắp tới có lễ hội. Ngay sau khi về tới nhà thì Zico có áp dụng vài kỹ năng trong sách vừa đọc để giúp cậu thư giãn. Đấm lưng xong thì cậu phải ngửa lên và đột nhiên Ako chạy vào thấy cảnh đó. Cậu ngay lập tức giải thích để không hiểu lầm nhưng cô ấy không có nói gì cả mà vẫn như bình thường. Tối hôm đó Ako vui vẻ chuẩn bị đồ và hát bài gì mà buổi tối thì dễ ướt lắm. Zico thì ghi chú vào ngày sắp tới vì đó là ngày mà có học thì học sinh cũng phải làm chuyện đó. Sau một ngày chuẩn bị thì cuối cùng hai người họ đã làm xong trang phục để tham dự lễ hội. Cậu và hai người họ vừa bước ra khỏi cửa thì ba thằng bạn đã chờ sẵn với máy ảnh trên tay quay lại người đẹp. Tối hôm đó cả bọn cũng lên tới chỗ tổ chức lễ hội và hai bà chị của cậu liền giành đi riêng. Trong lúc tranh giành cậu thì một đoàn múa lễ hội đi ngang làm cho Zico bị cuốn đi, bỏ lại cậu ở riêng với Ako. Bị lạc thì một lát cũng gặp lại thôi, còn bây giờ cả hai nên làm chuyện đó giống như một cặp đôi. Mặc dù Ako là chị gái của mình nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy hồi hộp như vậy. Lúc còn bé mỗi khi có thứ gì đó là cậu đòi cho bằng được nên cuối cùng cả ba ăn chung với nhau luôn. Đúng lúc này cô ấy thấy có những con gà đủ màu khá đẹp nên đi lại xem thử và một con gà hư hỏng bay vào áo của cô ấy. Trong lúc bất ngờ cô ấy ngay lập tức bảo cậu đưa tay vào lấy con gà hư hỏng đó ra. Ngay lập tức một bàn tay lấy con gà đó ra nhưng không phải cậu mà là Zico. Cả hai lại tiếp tục tranh giành cậu cho riêng mình thì đoàn lễ hội lại đi ngang nữa và lần này chỉ còn lại cậu với Zico. Khác với Ako dẫn cậu đi dạo còn Zico thì dẫn cậu vào chỗ nào vắng vẻ chỉ có hai người mà thôi. Trước sự cám dỗ và vẻ mặt dễ thương của chị mình thì cậu đã không thể kiểm soát được tâm trí. Cả hai vừa chạy đi riêng với nhau thì giáo viên phát hiện nên nghĩ rằng học sinh của mình đang định làm chuyện đó thì liền đuổi theo. Sau một buổi chạy trốn khắp nơi thì không ngờ ba chị em đã gặp lại nhau trong một băng ghế gần đó. Dù sao cũng sắp tới lúc bắn pháo hoa nên cả ba ngồi lại để tận hưởng cùng nhau luôn. Cùng lúc đó cô bạn cùng lớp đang cảm thấy mắc tiểu nên tìm một bụi cây gần đó giải quyết nỗi buồn. Đột nhiên con gà trên đầu cậu chạy vào rừng nên cậu đuổi theo là vô tình chạy vào chỗ của cô bạn đang giải quyết. Khoảng khắc cô ấy đứng lên thì pháo hoa đã bắn cùng với những giọt nước lấp lánh rơi xuống. Không những vậy, một cơn gió đi ngang qua thôi bay chiếc áo lên và gương mặt của cậu ngay sau đó đã thành ra thế này. Hôm nay không hiểu sao cậu lại bị sốt gần 40 độ nên không biết có thể hồi phục kịp kỳ thi hay không. Bây giờ có hoảng cũng không giúp được gì nhiều nên cả hai cần tìm cách giúp cậu khỏi bệnh lại sớm hơn. Ako và Zico điện cho nhà trường báo bệnh để được nghỉ ở nhà thay phiên nhau chăm sóc cho cậu. Tuy nhiên dù đã chăm sóc như vậy suốt cả ngày rồi mà bệnh tình của cậu chẳng giảm được nhiều. Cậu bảo cả hai đừng lo lắng quá nhiều, nếu có chuyện gì thì bất quá học thêm một năm nữa mà thôi. Thấy cậu buông bỏ như vậy, Ako liền đánh nhẹ một cái vì không muốn thấy công sức suốt thời gian qua bị đổ sông đổ bể hết. Đột nhiên Ako lại leo lên người của cậu liên tục hôn hết lần này đến lần khác nên Zico đấm cho một cái. Zico quên mất cả hai đang hôn nhau mà đấm như vậy sẽ khiến môi cả hai dập vào sẽ bị đau. Thấy Zico giận như vậy nên Ako giải thích rằng người xưa có chỉ cách giúp hết bệnh là truyền sang cho người khác. Sau khi nghe xong thì Zico liền đẩy Ako ra chỗ khác để tới lượt mình giúp cậu khỏi bệnh nhanh hơn bằng nhiều cách. Trong lúc cả hai cãi nhau thì phát hiện cậu bắt đầu đổ mồ hôi nên Zico đi lại lau giúp, giống với cách mèo mẹ giúp mèo con khi bị ốm. Nếu đúng là vậy thì Ako không muốn đứng nhìn mà làm chung với Zico luôn cho nhanh hơn. Thậm chí Zico còn bảo cậu cứ nằm im, sau vụ này thì cậu muốn làm chuyện gì với cô ấy cũng được cả. Thấy hai bà chị của mình nghiêm túc như vậy nên cậu không kháng cự nữa mà nằm im cho bọn họ trị liệu. Sáng hôm sau cậu đã thật sự hết bệnh và chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng của mình. Vì giúp đỡ suốt cả đêm nên hai người họ đã bị cảm nên trước khi đi cậu có bảo yêu hai người họ rất nhiều. Trên đường tới chỗ thi cậu không ngờ Mikazuki còn cầm theo bảng hiệu để cổ vũ cậu thi thành công. Ngay khi chạm mặt đám bạn thì nó thắc mắc được hai bà chị xông hơi cả đêm hay sao mà khỏi bệnh nhanh vậy. Với một thằng số hưởng như cậu dù bây giờ có trượt thì chúng nó cũng không thương tiếc tí nào đâu.
Giáo viên không ngờ cậu lại định thi vào trường của mình và sợ cậu sẽ khiến ngôi trường này bị ảnh hưởng. Tuy nhiên dù có bậy bạ như thế nào đi nữa thì cô không thể thiên vị được vì cậu cũng là một thí sinh dự thi. Ako và Jiko ở nhà có nhớ lại chuyện lúc cả hai cũng dự thi giống như cậu. Lúc đó Ako có để quên thẻ dự thi ở nhà và trong lúc hoảng loạn thì cậu đã mang đến. Bình thường Ako ở nhà rất đảm đang nhiều việc vậy mà lúc này lại vụng về đến như vậy. Jiko định nói Azo vụng về thật thì cậu cũng đưa thẻ dự thi cho cô ấy vì cũng để quên ở nhà luôn. Dù lúc quan trọng hơi vụng về một chút nhưng cậu tin cả hai sẽ vượt qua được kỳ thi này thôi. Lúc này cũng bắt đầu kiểm tra thi, cậu nhận ra những bài trong giấy đều liên quan tới những gì được chị mình dạy kèm. Ngay khi về tới nhà cậu phát hiện hai người họ ngủ chung trong phòng của Jiko. Lúc sáng cậu đã làm hết sức có thể rồi, nếu có thất bại thì do năng lực của cậu vẫn chưa đủ. Cậu hy vọng hai người họ sẽ mau chóng khỏi bệnh để đi chơi với nhau bù lại khoảng thời gian trước kia. Cậu chạm nhẹ vào má thấy mềm quá nên tặng cho mỗi người một nụ hôn rồi nhẹ nhàng bước ra cửa. Trước khi đi cậu còn bảo rằng cậu tin bản thân mình là một cậu em trai hạnh phúc nhất trên thế giới này. Không ngờ rằng những gì cậu nói, những gì cậu làm đã được hai người họ biết hết toàn bộ. Đó đều là những lời nói và hành động chân thành khiến cho Jiko không kiềm được nước mắt. Nhìn thấy Jiko khóc như vậy làm cho Ako cũng không thể nào kiềm lại được nữa mà khóc theo luôn. Hôm nay trong lúc cậu được mọi người với bạn thân chúc mừng thì cô bạn cùng lớp đấm dài khiến cậu giật mình tỉnh lại. Không chỉ gặp ác mộng trong giấc mơ mà hai bà chị còn nằm ngủ ôm lấy cây nấm của cậu nữa cơ chứ. Sau khi chuẩn bị xong cậu định vào nhà bếp thì hai người họ đi ra ngăn lại không cho đi vào. Cậu hỏi lý do tại sao không được thì cô ấy bảo rằng phải phun thuốc trừ muỗi ngay bây giờ. Có vẻ như hôm nay là ngay công bố kết quả điểm thi nên hai người họ muốn làm gì đó để có thêm may mắn. Trong lúc đi đến trường thì một quảng cáo hiện lên có một từ liên quan đến trượt, có nghĩa là thi trượt. Đi được một đoạn vào thị trấn thì toàn là mèo đen và quạ tượng trưng cho sự xui xẻo. Để không gặp mấy chuyện không may nữa, cả bọn ghé vào đền để cầu may mắn để mọi chuyện thuận lợi. Tuy nhiên ngay khi cả ba vừa bước ra khỏi chỗ cầu nguyện thì cái chuông đã bị rơi xuống không biết lý do. Lúc này cả bọn cũng đến được chỗ công bố kết quả, đương nhiên có người đậu và cũng có người rớt. Cậu bước lại bảng công bố cầm số báo danh lên xem nhưng khi tới số của mình thì lại nhảy qua không thấy ở đâu cả. Ba thằng bạn vui vẻ vì được học chung với hai bà chị của cậu, ngoài ra còn tặng lại các lá bùa may mắn dành cho năm sau. Đột nhiên Mikazuki xuất hiện bảo rằng cậu đừng buồn vì năm sau cả hai sẽ là bạn học, có thể cùng nhau ôn thi đi chơi các kiểu. Trên đường về nhà cậu không nói gì cả, mặc dù hai người chị đã cố gắng đi theo an ủi bằng mọi cách. Khi về tới nhà, bên trong cánh cửa là một bữa tiệc mà hai người họ đã cố gắng làm trong bí mật để chúc mừng cậu thi đậu. Ako và Gio liền xin lỗi cậu vì không ngờ rằng chuyện như vậy lại có thể xảy ra và không để ý tới cảm xúc của cậu. Thay vì buông lời trách móc thì cậu chấp nhận năng lực của mình và năm sau cố gắng thi vào trường của hai người họ. Bữa tiệc cũng đã bỏ sức ra làm rồi nên cậu ngồi lại tận hưởng hết mình bữa tiệc mà hai người chị xinh đẹp đã chuẩn bị. Sau khi bữa tiệc kết thúc thì cậu nghe tiếng chuông bên ngoài, không ngờ rằng là Mihazuko bạn lớp bên cạnh. Chú cún mà cô ấy nuôi lúc chiều có mang tờ giấy này sau vườn và khi đọc thử thấy tên cậu nên mang tới đây. Cậu không ngờ rằng bên trong là nội dung xét tuyển thành công vì trước đó còn một tờ công bố điểm sàn mà giáo viên vẫn chưa kịp dán lên. Khi biết bản thân đã đậu, cậu liền ôm chặt lấy Mihazu và được cô ấy ôm lại. Tuy nhiên cô vừa mới ôm thôi thì hai bà chị đi ra tới nên cô ấy ngay lập tức chạy đi về nhà. Bỏ qua chuyện đó thì cậu liền báo lại chuyện cậu đã đậu rồi khiến cho hai người họ hạnh phúc vì công sức bao lâu nay đã được đền đáp. Hôm nay là buổi lễ bế mạc đời học sinh cấp 2 để cầm tờ giấy tốt nghiệp chuyển sang trường cấp 3. Ba thằng bạn cũng không ngờ lúc đuối nước mà cậu lại sống được như vậy, đúng là số hưởng. Nếu như không có Mihazu mang tờ giấy báo trúng tuyển kịp lúc thì không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Đúng lúc này Mihazu đi lại chúc mừng cậu tốt nghiệp với nhắc lại chuyện đêm ngày hôm qua. Ba thằng bạn thấy cả hai cứ đỏ mặt nhìn nhau nên nghĩ rằng đã có chuyện gì mờ ám xảy ra. Bọn nó mặc kệ cậu định dụ ai nhưng đừng để hai bà chị phát hiện thì không ngờ họ đứng phía sau luôn rồi. Hai người họ tới đây để xin cúc áo của cậu nhưng cậu bị mấy em lớp dưới tranh giành hết luôn rồi. Ba thằng bạn ngồi cạnh ghen tị vì chả được em nào xin, còn cậu thì không có để cho nữa. Nếu không có cúc áo thì sẽ chơi trò sơ đồ may rủi, mỗi người ghi lên các nhánh một suy nghĩ của mình. Do Mihazu lỡ đứng ở đây luôn rồi nên bị hai người họ ép tham gia luôn vì ai mượn đi theo làm chi. Dựa vào các phần thưởng trên sơ đồ thì ai nhận được cúc áo của cậu là người kém may mắn nhất. Ako là người chơi đầu tiên, miễn là không chọn trúng cúc áo thì cái nào cũng được gần gũi với cậu. Tuy nhiên thứ càng tránh lại chúng luôn khiến cho mấy người kia phải nhịn cười mà không bị phát hiện. Dựa vào cột tiếp theo thì người được chọn sẽ bị cậu tốc váy lên và người được chọn là Mikazuki. Người ghi nội dung này cũng là em ấy vì muốn cậu hưng phấn và ghi nhớ hình ảnh này mãi trong tâm trí của mình. Ako và Jiko nghĩ rằng cậu làm sao mà hưng phấn nổi khi ở nhà đã làm nhiều rồi, nhưng ai ngờ em ấy lại chả mặc gì bên dưới luôn cơ chứ. Mikazuki thừa biết rõ là mặc đồ thì làm sao cậu hưng phấn nổi nên đã chuẩn bị trước luôn rồi. Chuyện còn ngạc nhiên hơn là em ấy không cảm thấy xấu hổ khi bản thân chẳng có một cọng lông nào luôn. Bây giờ tới lượt của Jiko và mục tiêu của cô ấy là muốn được ở riêng với cậu trong vòng 5 phút. Tuy nhiên nội dung cô chọn chúng là phải hôn cậu ngay trước mặt của mọi người. Biết rằng nội dung này thật sự rất gần gũi nhưng cô bị ngại làm chuyện đó trước mặt người khác nên đã từ bỏ. Người cuối cùng sẽ được chọn nội dung ở riêng với cậu trong vòng 5 phút. Thấy hai bà chị định ăn hiếp Mihazu thì cậu liền đi tới giang tay bảo vệ nhưng lỡ tay chạm trúng cô ấy.
Dựa vào tình cảnh này thì cậu có hứng thú thật rồi nên hai người họ muốn giảm thời gian xuống còn 1 phút. Tuy nhiên Mikazuki liền bảo rằng nói một đằng làm một nẻo thì không phải ích kỷ hay sao, khiến cả hai không cãi nổi luôn. Sau đó cậu và Mihazu đi vào nhà kho nơi mà lần trước cô ấy ngồi trên vai đấm dài trên lưng của cậu. Dựa vào các phần thưởng thì Mihazu nghĩ rằng cậu đã làm chuyện đó với chị của mình nhiều lần rồi đúng không? Cậu liền bảo rằng hai người họ là chị của cậu, với lại làm chuyện đó thì phải làm với người đồng trang lứa. Ngoài ra cậu không biết Mihazu học trường nào nhưng hy vọng cô có thể tìm được người mình thích khi sang năm học mới. Ngoài ra bây giờ cả hai cũng đã tốt nghiệp cấp 2 hết cả rồi nên phải quên đi những kỷ niệm không được đẹp. Có vẻ như cậu chưa biết cả hai sẽ học chung trường nhưng bây giờ cô không nói ra được. Bây giờ cũng đến lúc đi ra rồi nên cậu cảm ơn cô ấy những chuyện trước đó và muốn bắt tay. Ngay khi cô ấy bước xuống thì vô tình bị ngã, còn cậu lao đến đỡ lấy thì ngã theo luôn. Đúng lúc này Ako và Jiko mở cửa ra thì vô tình nhìn thấy cậu nằm trên người của Mihaji và nghĩ rằng cả hai đang định đi tàu nhanh trong vòng 5 phút. Mikazuki còn bảo rằng dù cậu có bị yếu môn sinh môn lý thì em ấy cũng không cảm thấy vấn đề gì cả. Tối hôm đó Ako và Jiko cảm thấy khó chịu vì sắp tới sẽ có đối thủ nặng ký và hai người họ sẽ chấp nhận lời thách đấu. Thậm chí cha cậu còn hỏi luôn là sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì có định tốt nghiệp luôn khoản chuyện kia hay không. Khi nghe thấy còn khoản tốt nghiệp kia nữa thì hai người họ liền làm bộ mặt nguy hiểm như thể sẽ làm chuyện gì đó mờ ám vậy. Tối hôm đó Ako và Jiko đã diện đồ ngủ vô cùng xinh đẹp lẻn vào phòng của cậu. Trong lúc hai người họ đang tranh giành nhau thì cậu mơ lại chuyện lúc sáng dáng giữ lại một cái cúc áo dành cho hai người chị của mình. Cùng lúc đó cánh tay của cậu đụng trúng cái áo và làm rơi ra cái cúc áo duy nhất còn lại để dành cho hai người họ. Ako và Jiko tin rằng dù sau này có chuyện gì đi nữa thì hai người họ vẫn tin rằng cậu sẽ chọn họ. Bây giờ đã là năm học mới, cậu mặc vào đồng phục cấp 3 để chuẩn bị tới trường cùng hai bà chị của mình. Hôm nay là dịp đặc biệt nên cậu không khó chịu mà còn chủ động cho hai người họ nắm lấy tay mình để đến trường. Video đến đây là hết rồi, nếu bạn thích video này thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé!